Vâng, xin kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Vượng Hạnh TV nha. Thì như thường lệ, lời đầu tiên Vượng Hạnh xin được gửi lời chúc sức khỏe cũng như là chào trân trọng đến quý vị và các bạn trong và ngoài nước. Xin được kính chúc cho tất cả mọi người luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống nha quý vị. Tiếp tục câu chuyện ở đây, chúng ta đặt ra là tại thời điểm hiện tại nó là một thời điểm rất là nhạy cảm. Lát nữa thì tất cả cô chú anh chị và các bạn sẽ nghe thấy đầy đủ những cái quan trọng nhất ở đây. Và cái thưa với tất cả mọi người, đó là trong cái câu chuyện liên quan đến cái vấn đề của em Vũ, thì bản thân của anh Ngọc, có lẽ là anh Ngọc và em Vũ cũng rất là lo cái vấn đề này. Và cái điều quan trọng nữa đó là cái câu chuyện liên quan tới cái thời điểm hiện tại, nó là câu chuyện liên quan đến pháp luật, câu chuyện liên quan đến các cơ quan chức năng, hoàn toàn sẽ không có câu chuyện tình thương ở đây. Thế nhưng mà dù sao thì cũng cảm ơn các anh chị em đã điện thoại cho em Ngọc và xưng là người nhà. Có thật là người nhà và người nhà của em Vũ thì như thế nào? Câu hỏi đặt ra nó là cái quan trọng mà lát nữa chúng ta sẽ phân tích. Nhưng trong cái câu chuyện liên quan đến em Vũ ấy, thì liên quan đến cái vấn đề mà em Vũ đang đòi cái quyền lợi cho mình, thì bản thân Vượng Hạnh TV ngoài cái việc chia sẻ những cái câu chuyện đời thường cá nhân hoặc những cái nóng gây cấn trong những cái câu chuyện liên quan đến những cái tranh cãi, tranh chấp hoặc là những cái đối chất, thì bản thân Vượng Hạnh TV muốn cùng cô chú anh chị và quý vị và các bạn chúng ta cùng nhìn và phân tích theo những cái góc độ ở đây. Đó là cái góc độ về pháp luật, về tình người. Và lát nữa nha thì cô chú anh chị và các bạn sẽ nghe full đầy đủ đoạn ghi âm. Nhưng giờ tôi muốn trò chuyện với các cô chú anh chị và các quý vị biết một số thông tin nó nóng như thế nào. Đó là hôm qua thì cô chú anh chị và các bạn cũng đã biết rồi, bản thân cơ quan chức năng nghe như phong phanh như là các chú áo xanh đã phải cưỡng chế anh chàng này lên trên phường để làm việc, và anh ta về hay chưa và có những cái nào, thì bây giờ thì tôi sẽ thông báo rõ đến cô chú anh chị và quý vị các bạn có những cái chi tiết mà chúng ta thấy nó khá là hay như thế này. Cái điều đầu tiên là cô chú anh chị và các bạn cũng đã biết rồi, cái bản thân cơ quan chức năng không phải là cái mà chúng ta cãi, là cãi chúng ta có thể đúng hay sai. Thì khi có cái yêu cầu của cơ quan chức năng, chúng ta phải lên để làm việc. Nhưng trong câu chuyện này thì tất cả các anh bạn kia thì là bạn ấy giữ cái lý đó, là bạn ấy là chủ nhà. Còn câu chuyện ở đây chúng ta chưa biết là mẹ bạn ấy sang cái sổ cho bạn ấy hay là từ bà Vân tạm thời. Chúng ta không quan trọng về cái vấn đề đó. Trở lại cái vấn đề, cái câu chuyện mà bản thân anh Ngọc cũng đã thông tin chia sẻ cùng với Vượng Hạnh TV cũng như là các anh em, thì bản thân bạn chủ nhà bạn ấy đã được cơ quan chức năng mời khi mà em Vũ đến cung cấp đầy đủ được những thông tin. Cứ còn bạn này thì không biết là cung cấp được đầy đủ chứng cứ hay không, nhưng nghe các bà hàng xóm ở đó nói thì tôi nghe thôi nha, là khi mà công an khu vực xuống để yêu cầu anh này lên để làm việc thì bạn này cũng rất là ngang, nghe nói là rất là ngang, đã cãi tay đôi với công an khu vực cả tiếng đồng hồ đó quý vị. Và cái lúc đó thì các anh công an khu vực cũng rất là khiêm nhường và rất là nhịn với mọi người. Thì chúng ta phải nhớ rằng là bản thân các anh ấy là công an, các anh ấy công an khu vực, các anh ấy là làm việc nhà nước, các anh ấy đã có những cái câu chuyện tâm lý để giữ hòa khí cho hai bên, thể hiện cái thiện chí để làm việc. Nhưng tại sao anh chàng này không hợp tác, và khi đã không hợp tác rồi lại cãi nhau tay đôi nữa? Thì chúng ta hãy nhớ rằng là chúng ta đang có những cái vấn đề mà chúng ta lại cãi nhau tay đôi thì ngay lập tức chúng ta sẽ bị bế. Và cái buổi hôm đó thì em Vũ đến trên phường, tức là đến ở trên phường đó, thì là nghe nói là phường họ rất là có trách nhiệm, họ đã xuống mời cái bạn này lên để làm việc nhưng bạn này không lên. Và bạn này xưng là chủ nhà mà cho đến khi là cãi nhau, đây là cái sự việc rất là rõ ràng. Tôi muốn cho cô chú anh chị và các bạn biết là đây là cái sự việc rất là rõ ràng mà dám cãi tay đôi, trong khi đó thì cứ dở cái lý luận này lý luận kia. Còn cái bản thân mẹ bạn này bây giờ thì mình có thể xác nhận là
tức là mẹ bạn này là người mà mua cái căn nhà này các mọi người. Thì ra là thì không biết đó là có sang tên cho bạn này hay chưa, nhưng mà bạn này đã xưng là chủ nhà thì cơ quan công an thì người ta làm việc với anh ấy thôi, tức là xưng là chủ nhà thì phải đưa giấy tờ ra, đúng không thưa quý vị? Và anh đã nói là anh là chủ nhà thì anh hãy nhớ rằng căn nhà này đã có những cái vấn đề tranh chấp, và xin thông báo với tất cả cô chú anh chị và các bạn, nghe đâu là cơ quan chức năng đã có một cái quyết định đó, cái quyết định đó như thế nào thì tôi sẽ nói ở cái đoạn sau đây. Nhưng điều đầu tiên ấy, là chúng ta có thể thấy rằng bản thân bạn chủ nhà này cũng có kiến thức đó, cũng có kiến thức đấy mọi người. Thì bạn ấy có kiến thức đó, ở cái việc luật đất đai về tất cả mọi cái thì chúng ta tôn trọng bạn ấy. Những cái điều mà tôi muốn nói ở đây đó là tại sao bạn lại lấy cái kiến thức đó ra để mà cãi thay đôi với công an khu vực hoặc là chính quyền, trong khi mà cái câu chuyện ở đây là người ta có di chúc đó, của cái căn nhà này, bạn chỉ là người mua lại căn nhà này thôi. Thì bạn cũng hãy nhớ rằng bạn cần phải làm rõ, khi mà bạn làm rõ, bạn chứng minh được bạn là chủ căn nhà một cách hợp pháp, thì hãy nhớ phải chứng minh được một cái cách hợp pháp, chứ không phải là mấy cái giấy tờ mua bán đó chưa chắc là đã có giá trị. Hãy nhớ rằng là chi tiết mà chúng ta nhớ nhiều nhất là tất cả những cái mà tôi đã phân tích cho ở đó là ở Sở Tài nguyên Môi trường hoặc trên công ty bất động sản Tân Hồng. Tuy không có cái giao dịch nào của Vũ, của ông Vũ, thì vậy các bạn có cái giấy tờ mua bán nó ở đâu bây giờ? Tôi vẫn đặt một cái trường hợp giả thiết là cái giấy tờ mua bán có thể không làm sổ chung, làm sổ đỏ giả thì lại có cái việc là gán ghép bằng mồm, gán ghép bằng giấy tờ. Thưa quý vị, tất cả các khả năng chúng ta đã đặt ra đều phân tích, thì cái người nào cho bạn cái quyền chui vào nhà người khác thì đương nhiên bạn sẽ phải giải trình và giải thích cái người nào cho bạn thuê, bạn ở đâu, thì người đó phải chịu trách nhiệm. Tất cả đầu dây mối dợ đều dẫn về cái bà cô này. Và bây giờ thì tôi nghĩ là cái thái độ sẽ thể hiện trình độ. Nếu như bạn tỏ ra là một người hiểu biết thì bạn hãy nhớ rằng cái thái độ của bạn như vậy thì cơ quan chức năng người ta sẽ không bao giờ chấp nhận. Cái điều tiếp theo tôi xin nói với tất cả mọi người và các bạn, một cái niềm vui với tất cả mọi người, đó là nghe câu đó thôi, tôi chỉ nghe câu đó thôi, đó là cơ quan chức năng đã xuống thông báo rất rõ ràng cho chủ nhà này là căn nhà này cấm không được giao dịch mua bán. Tức là cái quan điểm của cơ quan chức năng địa phương, chúng ta chưa nói lên quận nha mọi người, là đã cấm không được giao dịch mua bán. Cái này thì bây giờ chúng ta mới đặt ra một cái điều là tại sao cơ quan chức năng lại cấm? Bởi vì chắc chắn là cơ quan chức năng họ nhìn vào cái giấy tờ thôi là họ biết thật hay giả rồi. Các anh các chị có thấy đúng không ạ? Cái di chúc đó là thật chứ không phải là giả như mọi người. Thì tức là người ta nhìn cái là người ta biết, và cơ quan chức năng địa phương người ta cũng xác minh cái điều đó mới lại là điều quan trọng. Vậy đâu là cái để cho chúng ta đâu để người cho tất cả chúng ta vui mừng? Đây là những cái việc bước đầu để cho chúng ta vui mừng, là cái sự tham gia rất là trách nhiệm của luật sư tư vấn cho anh Ngọc. Ở đây là tôi không nói là tôi tư vấn ở đâu nha quý vị, vì các bác anh chị, cái này là chúng ta phải nhìn về luật sư tư vấn cho anh Ngọc rất là kỹ và tốt nhiệt tình. Thì chúng ta hãy nhớ rằng ở văn phòng luật sư thì anh Ngọc anh ấy đã nêu ở video trước, thì mong là cô chú chị và các bạn ai có việc thì cứ ủng hộ cho văn phòng luật sư. Và một điều là mong mọi người cũng hãy ủng hộ cho em Vũ, dù ít dù nhiều, trở lại với cái câu chuyện mà chúng ta đang nói ở đây. Khi mà cơ quan chức năng họ đã cấm giao dịch thì chúng ta hiển nhiên đang thấy những cái tín hiệu bước đầu là rất là tốt cho em Vũ, đúng không ạ? Câu chuyện ở đây là các chị lưu ý, không phải là cái việc tranh chấp tài sản, nó là cái liên quan tới những cái
Ở đây là người ta đòi lại cái căn nhà của mình. Người ta là ai? Người ta chính là em Vũ. Và kính thưa quý vị, mình cũng xin được cập nhật tới đây. Mình sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất cho các quý vị. Chúng ta hãy đợi để chúng ta lắng nghe những câu chuyện tiếp theo nha. Cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi và ủng hộ cho mình.